Ít nhất 6 người đã thiệt mạng, 70 ngôi nhà bị phá hủy, nhiều tàu thuyền bị chìm do mưa to và gió lớn, trong khi nhà chức trách Ấn Độ đã sơ tán hàng chục nghìn người để tránh bão Tauktae, cơn bão nhiệt đới lớn đầu tiên trong mùa mưa bão năm nay. Cơn bão này đang di chuyển theo hướng Bắc, song song với khu vực ven biển miền Tây Ấn Độ, gây mưa lớn, dông sét và gió giật tại một số bang. Dự báo là bão Tauktae sẽ đổ bộ vào bang Gujarat ở ven biển vào rạng sáng ngày 18 tháng 5 với sức gió từ 155 đến 165 km/h. Gió giật vùng gần tâm bão lên tới 185 km/h. Lực lượng chống bão gồm hàng nghìn người đã được triển khai tới các bang, trong khi các đơn vị trực thuộc lực lượng cảnh sát biển, hải quân, quân đội và lực lượng không quân đang túc trực và sẵn sàng triển khai khi cần thiết. Bão Tauktae, quần đảo Ấn Độ trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang phải chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai do dịch COVID-19, được đánh giá là rất nghiêm trọng. Do ảnh hưởng của bão mà chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại bang Gujarat sẽ phải hoãn lại trong ngày 17 và 18 tháng 5. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp lần thứ 3 trong tuần về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine do những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày gần đây. Thế nhưng là chỉ ít giờ sau cuộc họp này, máy bay chiến đấu Israel lại tiến hành một đợt không kích dữ dội ở nhiều địa điểm tại thành phố Gaza, khiến cho 42 người Palestine thiệt mạng. Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất trong loạt xung đột mới đây nhất giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza. Rạng sáng nay 17 tháng 5, máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhiều địa điểm tại thành phố Gaza, làm rung chuyển thành phố này trong suốt 10 phút. Đợt không kích này dữ dội hơn, trên phạm vi rộng hơn và kéo dài hơn đợt không kích trước đó 24 giờ, khiến 42 người Palestine thiệt mạng. Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất trong một loạt xung đột mới đây giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza. Trong một tuyên bố ngắn, lực lượng phòng vệ Israel chỉ cho biết các máy bay chiến đấu nước này đang tấn công các mục tiêu khủng bố ở Gaza. Vụ tấn công diễn biến chỉ giờ sau khi Hội đồng Bảo an đã phải tiến hành cuộc họp khẩn thứ 3 trong tuần qua về những diễn biến tại Palestine và Israel. Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực ngay lập tức, đồng thời cho biết Liên Hợp Quốc đang tích cực trao đổi với tất cả các bên để đạt được lệnh ngừng bắn. Các đợt tấn công hiện nay thật sự kinh hoàng, xung đột đã kéo người dân Israel và Palestine vào một vòng xoáy bạo lực với các hậu quả nghiêm trọng và lâu dài cho cả hai bên và khu vực. Giao tranh hiện nay cần phải dừng lại ngay lập tức. Tôi kêu gọi các bên chú ý đến lời kêu gọi này. Tính từ ngày 10 tháng 5 đến nay, phía Israel đã thực hiện 950 cuộc tấn công vào dải Gaza, làm 181 người Palestine tại Gaza thiệt mạng, trong đó có ít nhất 52 trẻ em và 1.200 người bị thương. Ngoài ra, đã có 40 trường học và ít nhất 4 bệnh viện bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần. 18 tòa nhà, trong đó có 4 tòa nhà cao tầng đã bị phá hủy, hơn 350 tòa nhà bị hư hại, hơn 34.000 người mất nhà cửa. Về phía Israel, đã có 9 người chết trong các vụ phóng rocket từ dải Gaza. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an đều bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng thời gian qua, nguy cơ bạo lực lan rộng và tiếp tục leo thang, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và tránh gây thiệt hại cho dân thường, tôn trọng luật pháp quốc tế. Hầu hết các nước đều lên án việc sử dụng bạo lực bừa bãi nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Một số nước lên án việc Hamas và các nhóm tại dải Gaza bắn tên lửa vào Israel, cho rằng Israel có quyền tự vệ, nhưng lên án việc Israel sử dụng vũ lực quá mức và vi phạm luật nhân đạo quốc tế khi tấn công Gaza, gây thương vong nhiều cho dân thường và phá hủy các công trình dân sự, trong đó có cơ sở hạ tầng thiết yếu và các trụ sở cơ quan báo chí. Cũng tại cuộc họp khẩn cấp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng leo thang giữa người Israel và người Palestine, khẳng định Việt Nam lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự. Đại sứ kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt mọi hành động bạo lực và kiềm chế không làm phức tạp thêm tình hình. Việt Nam nhấn mạnh cần giải quyết xung đột bằng các biện pháp hòa bình và về lâu dài, con đường duy nhất bền vững cho vấn đề hòa bình Trung Đông là thực hiện giải pháp hai nhà nước, trong đó thành lập nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô, cùng tồn tại hòa bình với nhà nước Israel, với các đường biên giới được quốc tế công nhận trên cơ sở ranh giới trước năm 1967 và thỏa thuận do thương lượng phù hợp với luật pháp quốc tế, hiến chương của Liên Hợp Quốc và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc có liên quan. Trong 24 giờ qua, toàn thế giới đã ghi nhận thêm hơn 538.000 ca nhiễm COVID-19 mới và hơn 9.800 ca tử vong do dịch bệnh này. Biểu đồ dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng giảm trong những ngày qua, song tình hình tại những điểm nóng của dịch ở châu Á thì vẫn đang hết sức khó lường.
Tại Ấn Độ, điểm nóng của dịch bệnh trên toàn cầu, tình hình đang dần ổn định. Nhiều bang từng là tâm dịch đang báo cáo tỷ lệ ca mắc COVID-19 giảm đáng kể. Cụ thể, thủ đô New Delhi chỉ ghi nhận hơn 6.000 ca mắc mới, tức là bằng 1/4 lúc đỉnh điểm 3 tuần trước. Tuy nhiên, số ca tử vong ở nước này vẫn ở mức cao, trên 4.000 ca mỗi ngày. Tình hình dịch bệnh tại Mỹ được cải thiện một cách rõ rệt hơn nhờ chiến dịch tiêm ngừa vaccine thần tốc. Vài ngày trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã thông báo dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang với những người tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Động thái được Tổng thống Joe Biden đánh giá là cột mốc vĩ đại trong cuộc chiến chống dịch. Khác với các quốc gia giàu có với lượng vaccine dư thừa, họ khuyến khích người dân đi tiêm với nhiều hình thức khác nhau. Nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới lại đang khó khăn trong việc tiếp cận. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, gần 10 quốc gia, phần lớn tại châu Phi, vẫn đang mỏi mắt chờ COVID-19. Ở một số quốc gia giàu có, nơi đã mua phần lớn nguồn cung cấp vaccine, các nhóm nguy cơ thấp hơn cũng đang được tiêm chủng. Nhưng ngay bây giờ, tôi kêu gọi họ xem xét lại và thay vào đó cung cấp nguồn vaccine cho COVAX. Bởi vì ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp, nguồn cung cấp vaccine thậm chí không đủ để tiêm chủng cho nhân viên tuyến đầu. Đông Nam Á cũng đang là một điểm nóng đáng chú ý về dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Tại Indonesia, số ca mắc COVID-19 vẫn đang tăng đột biến. Nước này đã khởi động chiến dịch xét nghiệm ngẫu nhiên và kiểm tra bắt buộc đối với những người trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. Thái Lan cũng chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục với hơn 9.600 ca, trong đó có hơn 6.800 ca ghi nhận trong các nhà tù. Đáng chú ý, Malaysia thậm chí có thể trở thành nơi bùng phát và lây lan một số biến thể siêu lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Các nhà virus học nước này đã cảnh báo các chủng virus địa phương không xác định có thể là nguyên nhân làm bùng phát làn sóng COVID-19 mới hiện nay ở Malaysia. Malaysia đã có thêm 36 trường hợp tử vong do COVID-19, số ca tử vong ghi nhận theo ngày cao nhất từ trước đến nay, trong khi số ca mắc mới vẫn duy trì ở mức gần 4.000 ca trong ngày thứ 5 liên tiếp. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.